biết như người sinh thôi thôi không sinh đâu, hai cái con lợn vậy á, người ta không ra cho con mình nhà họ chắc cứu hơn. Dạ. Nhưng mà sinh ta ghét lắm. Thì nhiều khi á sinh đâu kéo một bầy còn hơn là gì nữa, nhiều khi không cho nó chửi bới vậy coi. Thì mình làm cái gì từ sức lực của mình ra dù, mình rất là quý. Nhiều khi đường nó cũng cho nước mình uống, mình nổi sợ đâu. Dạ, mình thì cái đó là mình cho từ người ta cho mình đâu có xin đâu, mình phải sợ, mình phải thương mà sợ gì. Dạ. Chào anh có thể chia sẻ hai cha con anh có thể ngừng lại tâm sự với em tí xíu được không? Dạ. Hai cha con anh á có thể ngừng lại chia sẻ với em một chút xíu về câu chuyện của gia đình mình được không? Hello, xin chào quý vị khán giả. Thì hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2022. Thì Mang Tim và Quyền có đi công việc ngang Eon của Bình Tân. Thì vô tình gặp được hai cha con của cái anh này đi lụm dây chai. Thì thấy hoàn cảnh của anh và cháu đi lụm dây chai, có một cháu nhỏ. Thì con có thể cho chú biết là con tên gì, bao nhiêu tuổi không? Dạ, con tên anh Thư. Con tên anh Thư, bao nhiêu tuổi con? Dạ, con 9 tuổi mấy? 9 tuổi. 9 tuổi mấy? Rồi, anh có thể cho em biết tên không anh? Phạm Anh Thương. Phạm Anh Thương. Anh hiện tại là anh làm công việc gì? Hồi đó làm sửa xe mà giờ nghỉ lâu rồi. Anh nghỉ lâu rồi? À, nghỉ. Hồi đó sửa xe cơ Bình Chánh rồi này kia, mấy bãi sửa xe cơ giới. Vậy đó hả? Rồi sao mà giờ để mình đi hai cha con phải đi lụm dây chai vậy? Ngồi xuống nói chuyện đi. Thất nghiệp rồi. Giờ làm cũng không có dư những cái nữa. Làm chủ rồi nói nặng nhẹ cũng có làm. Vậy đó hả? Trời ơi, thấy vậy mất cũng kém nữa, tại vì dưới bếp mạc á mỗi lần một tháng làm cái cũng lấy và hết gần tháng trời. Rồi mất ra nó mất ngày ba mấy giờ ra mất mà. Bởi vì rồi người ta nó thôi kệ lụm đi, hai con lụm về hỏi cái phiền của ai á. Tại vì mấy người ai quen quen à, kệ cũng vậy mà nhà thôi, không phiền ai mất công, hỏi ai nói nặng nhẹ. À, ý là mình nói chung là chủ yếu của mình đừng có xin hay là cứ đừng có trộm cắp được. Dạ. Thì nói chung á mình làm từ cái đồng cái sức của mình, đồng tiền cái từ cái sức của mình ra thì mình quý hơn. Còn mà làm á là người này nói ra nó vô á cũng thôi mà. Rồi tại vì nhiều khi bà già bệnh, nói hẳn á nhiều khi bà già bệnh rồi cái mình không nghĩ được. Rồi cái bà già mới mất hồi 15 tháng 9 nè. Hỏi mới mất. Rồi mẹ cháu đâu anh? Mẹ cũng lụm dây chai luôn. Mẹ cũng đi lụm dây chai đó đâu? Hồi đó cũng làm chung cư á, dọn dẹp chung cư á mà dịch rồi nghỉ rồi sau này chủ cũng dám mướn. Chị đó cũng quen mà giờ ta cũng không sợ không? Dạ. Giờ chỗ nào cũng sợ, không cho người lạ vô làm đâu. Bây giờ bất cứ ai cũng vậy. Cứ ý giờ mình lụm bình thường thôi, khỏi phiền ai mà cũng không hỏi ai nói ai. Rồi giờ hiện tại là anh ở đâu? Ở nhà trọ. Ở trọ ở đâu anh? Ở tỉnh 10 á. Ở tỉnh 10. Ở khúc nào anh có thể chia sẻ cho tụi em đi. Ở chợ Bình Trị á, chợ Bình Trị cũ. Chợ Bình Trị, hình như là ở đây không? Ở đúng rồi. Vậy là hai cha con đi từ đó. Cũng gần xe ra đi mình đường vòng vòng hồi chơi cũng như chơi á. Rồi dọn lụm rồi xong mới ngồi chơi nghỉ mệt. Rồi mình đi từ mấy giờ tới mấy giờ? Ví dụ mấy ngày đi học á thì sáng đi học, ví dụ mà tới 6 giờ chờ chờ 4 rưỡi giờ rước về lại lụm. Còn mà 7 giờ nhật mình nghỉ rồi đi lụm. Rồi. Rồi con học lớp mấy rồi? Con học lớp 4. Con học lớp 4 hả? Rồi con theo ba đi lụm vậy đó, rồi con có sợ bạn bè thấy vậy không? Dạ không. Rồi vô lớp rồi bạn bè có nói con gì không? Dạ không. Rồi con đi lụm với ba vậy rồi vui không? Dạ vui. Có lớn lên có ước mơ gì phụ ba không? Ba với mẹ không? Con không biết. Rồi con không biết hả? Rồi anh được bao nhiêu bé rồi? Con đứa rồi. Con đứa rồi hả? Rồi chị cũng đi lụm dây chai luôn hả anh? Tại hồi đó thì cũng làm sơn rồi cũng lo đến giờ mình lo cái gì rồi hồi mà dịch đóng cửa rồi mở cửa ra xong luôn hết rồi. Dạ. Rồi đường mắt cũng kém rồi, lúc đó là 3 tháng rồi cái bà già mắt cũng buồn xong. Rồi gặp mắt cũng kém quá làm được. Dạ. Mỗi lần trà máy á vô chúng gầm sơn á rồi đầu trà máy với nhớt nhau dính thôi rồi khi giờ nó bây giờ văng vô rồi phải lấy vô vớ. Dạ. Nè hai mắt có hai cái lỗ nè. Dạ. Văng vô cái là dính mà. Dạ. Rồi quê anh ở đâu? Quê ở Tây Ninh á. Quê ở Tây Ninh. Anh lên Sài Gòn này được có năm bao nhiêu năm rồi? Cũng ở nhà mà tại nhà cũng hơi chặt. Có nhà mà chặt quá thôi để cho mấy ông anh với mấy chị và chị dâu em gái rồi mình ra ngoài mình ở. Cho thoải mái cái mình lụm dây chai có chỗ trước.
Dạ. Có vô chứa thì mình dễ lo cho con, chứ giờ nhà đông quá rồi bà già mất nữa rồi, không có ai làm, ai cũng nghẹt hết trơn. Vậy đó hả? Ông anh thì bị bú cổ cũng đâu có làm được gì. Rồi hồi chiều tới giờ hai cha con lụm được bao nhiêu rồi? Bị bán được cái này nữa rồi, 2 cử, 120. Cử này được bán được, 2 cử này chưa bán. Trời ơi, đây là cái nhà. Đây là chiếc chai lon Pepsi. Đó, tôi bỏ vô còn cái giấy để riêng, lụm để riêng vậy luôn hả anh? Rồi con bọc đó, bọc gì quý như vậy? Mấy chai. Bọc chai hả? Trời ơi. Mình lấy cái nhựa. Rồi con cầm cái bịch gì? Giấy dụng. Giấy dụng hả? Đây cho con cầm nhẹ. Rồi sao nói chung á, con học lớp 4 rồi. Rồi con học giỏi không? Dạ con học cũng được. Con học cũng được. Rồi con có ước mơ gì sau này mà công việc nào hay là như thế nào để phụ giúp ba mẹ hay là chưa biết. Sao mình không định hướng tương lai đi, làm cái một cái nghề gì mà có tiền nhiều đi, hoặc là nhiều tiền để phụ giúp ba mẹ. Con nói lớn lớn lên đi. Con không có biết. Con không biết luôn. Để còn nhỏ. Giờ để cho học bây giờ nữa, sau này ví dụ học tới đâu hay tới đó. Chứ giờ ra lớp 12 cũng đâu làm được gì đâu. Lớp 2 giờ ra đường cũng thất nghiệp. Đúng không? Anh thấy rõ ràng giờ hiện giờ không thất nghiệp quá trời luôn. Nó cũng vô ngang nhà hàng nó làm tiếp viên cái gì. Tập vụ bán rồi mất trơn. Bởi vậy giờ con học tới đâu hay không, mà không ép được, ví dụ lớp 10 cũng được rồi, nhưng cũng xin vô cái nghiệp làm. Thì em cũng chia sẻ với anh về thì cũng dù sao mình cái đời mình đã khổ rồi thì mình cố gắng mình cũng cố lại cho đời cháu thì cho con nó biết chữ rồi kia biết vô chữ làm ấy, biết tính toán rồi với người ta hơn thua với người ta rồi được. Ra trường ví dụ mà ra đại học cũng khó lắm, còn mình lo được cho cháu ra tới đại học được thì càng tốt. Nhưng học được tới đâu thì cháu được học tới, cố gắng cho cháu học tới lớp chín. Nếu lấy đi được lớp 12 ví dụ, lớp 12 ví dụ không lấy không thể vô đại học được thì cũng vô xí nghiệp làm được. Dạ, đúng không? Tại vì quý giáo bằng lớp 2 cấp 2 rồi, bằng 2 rồi. Rồi ok rồi, đâu cần thiết nữa. Thì anh cũng cố gắng anh, em cũng chia sẻ thật tình, mình cố gắng mình lo cho cháu. Nếu ở đây ai cũng biết, hồi đó là hai cha con đi lụm là ai cũng biết. Không có xin luôn mà không cái biết bao nhiêu xin thôi, không xin đâu. Hai cha con lụm vậy á, người ta không ra cho con mình nhà họ chắc cố hơn. Dạ. Nhưng mà xin ta ghét lắm. Thì nhiều khi xin đâu kéo một bài còn hơn là gì đó, nhiều khi không cho nó chửi bới chúng ta. Thì mình làm cái gì từ sức lực của mình ra ví dụ, mình rất là quý. Nhiều khi đường ta cũng cho nước mình uống, mình đâu sợ đâu. Dạ. Mình thì cái đó là mình cho người ta cho mình đâu có xin đâu, mình phải sợ mình ta thương mà sợ gì. Dạ. Chứ mình đâu có phải mình chậm cấp đâu mình sợ. Dạ. Thì nói chung á, tại em đi mua đồ, hai anh em đi mua đồ rồi thấy hai cháu nè với anh á đi lụi cội lụm. Thì em cũng thấy tội nghiệp. Con gửi khẩu trang ra coi được không? Dạ. Con gửi khẩu trang ra chú coi coi. Trời ơi đẹp gái quá trời. Có duyên nữa nè, hai đồng tiền đó. Cố gắng nè, nghe chú nói nè, mình cố gắng học thật là giỏi. Để sau này á, mình học giỏi, mình có một cái chữ nghĩa tính, biết tính toán, biết hơn thua với người ta. Thì mình ra ngoài mình không có bị thua thiệt với ai hết, với bạn bè. Với một phần nữa là con phải cố gắng học lên để sau này ba mẹ lo lại cho ba mẹ, tại vì ba mẹ cũng đã lớn rồi, cũng cố gắng lo cho con tới đó rồi, thì con phải cố gắng con lo lại cho ba mẹ nha. Yeah. Rồi thì nói chung thì em thấy hoàn cảnh của anh thì muốn chia sẻ một cái chút gì đó đến với gia đình, thì trước tiên thì chờ em tí nha. Cái này thì nó không có đáng gì mấy, là khẩu trang để hai cha con đi dọc đường lụm á, để đeo vô, tại vì cái mùa dịch nó vẫn còn. Dạ, thì em gửi cho anh hai ba bịch đây, một hộp khẩu trang tía 95 và hai hộp 4D. Dạ. Thì gửi cho cháu nó sử dụng và anh sử dụng thì an toàn với mình để sức khỏe, để còn đi tiếp tục lo cho cháu nó. Và cái phần này là phần khẩu trang của bạn Vi gửi tặng cho mình với con hội thiện nguyện VDS. Dạ. Ha, cái này là em gửi tặng. Còn riêng đây là của em, cái này nói chung là em gửi cho cháu với anh. Cái này là em nói thật sự là em rỡi nghe. Dạ. Em không có gửi cho anh 200.000, gửi cho anh 200.000 để anh về anh mua đồ gì đó để ăn có sức và tẩm bổ lại cho cháu, mua cái gì đó cho cháu muốn ăn. Tại vì hồi nãy em có thấy là trên kia bé có lụm cái gì đó là anh không cho, thì anh kêu bé vậy đó, em có thấy bé cũng hớn hở. Thì thôi, cái này em gọi của ít lòng nhiều của các mạnh thường quân
trong và ngoài nước, cũng như là tấm lòng của sư phụ, là nhịp cầu nối, là chú Tám Sang á anh. Chỗ ngay tư đúng rồi đó, ngay chỗ tư, ngay tư á. Thì anh có nguyện vọng gì không? Không rồi, để chú Tám lo cho mấy người nghèo đi, mấy người khó khăn hơn, còn mình lụm cũng như là bình thường được rồi, chỉ cần mình không có xin xỏ gì hết, tại vì lo cho mấy người, ví dụ chú Tám giúp một mấy người nghèo thì giúp. Như giờ nè, em hỏi như giờ nè, nếu mà chú Tám có thiếu người đi lao động hay cái gì đó, chú Tám kêu qua làm, anh có đi không? Em cũng chưa biết nữa, tại vì phải rước nó đi học nữa. Không, như là đi phụ một ngày, như bữa nay chú Tám kẹt lên hàng gì đó. Kêu anh, nãy anh nói tên gì? Phương. Anh Phương ơi, qua phụ anh Tám chút đỉnh được không? Tại vì sáng đưa đi học rồi, sợ đi qua không được. Vậy hả? Tại sáng đưa đi học tới như là tầm trưa là đỉnh được không? Chưa thì rước nó về đó, rước xong rồi chờ đưa đó vô luôn. Còn chị là đi là lụm cho chai, lụm vòng vòng đây luôn. Hồi đó là chị làm tập vụ hay sao anh? Tập vụ. Rồi giờ nước cũng chạy sẽ yếu lắm. Thì thôi, đây là 200.000 và tấm lòng của tất cả mọi người muốn gửi đến gia đình anh cũng như là cháu, để một chút gì đó yêu thương, gửi đến yêu thương. Tụi em như cũng như sư phụ cũng là nhịp cầu nối thôi. Đó, biết chú Tám. Dạ. Đừng đi động ngang cái chỗ nhà chú Tám quậy rồi, thấy chú Tám quậy à. Vậy đó không? Thấy quậy à, thấy không anh quậy vậy? Dạ. Có đằng xe nó chạy ngang kìa, xe của chú Tám bắt Tám. Con biết chú Tám không? Con biết bắt Tám không? Dạ biết. Nhìn xe đã biết được sao đó, trời xe của Tám kìa, Tám kìa. Thì đây nè là chú gửi cho con, cũng như cha là 200 ngàn để cho con muốn ăn gì thì con lấy. Nè con cầm đi nha. Đúng rồi. Nè. Thì em cũng không biết nói gì hơn, anh có xài điện thoại không? Dạ có. Thì anh có đồng ý cho em cái số điện thoại để đưa lên tiếp, để mọi người đi ngang mà có ve chai hay là cái gì đó, ít giấy hay gì đó gửi đến anh thì cái đó thì mấy người đó cho nhiều không? Thì đó, thì đó em nói là như là gần lâu lâu có người để trong nhà ít ve chai đi, hay đi, gì đó. Dạ. Ai cũng cho. Rồi anh có thể là chia sẻ cái số điện thoại mình lên được không? Được. 076. Anh đọc từ từ thôi. 076. Dạ. 441. Dạ. 4229. Dạ. Anh đọc một lần nữa giùm em nhé. 076. Dạ. 441. Dạ. 4229. Dạ. Anh tên gì? Phương. Anh Phương. Thì quý vị khán giả đã nghe anh Phương đã chia sẻ cái số điện thoại của mình lên clip. Thì Man Team cũng không có gì mà chia sẻ nhiều với anh Phương. Thì chỉ ba hộp khẩu trang và 200.000. Và để mua cho bé một cái gì đó ăn để bữa nay được về sớm đi. Thì bữa nay đó, nói chung là được về sớm mua cái gì đó cả nhà ăn rồi vui ha. Rồi thì một lần nữa thì em cũng khuyên anh gia đình, thì mình vợ chồng mình đã khổ rồi, đừng để con mình khổ, cố gắng cho nó học cho dù học. dù sao đi nữa cũng phải cố gắng, khả năng của mình phải hết lớp 9. Con không, nhớ nha con, cho học gán không à. Con học con phải cố gắng con học. Còn ba mẹ có cho con nghỉ, con phải gán con nghỉ ba mẹ. Ủa con đang nghỉ không được đó, gọi chú Tám. Gọi ông Tám á, kêu ông Tám ơi. Ba mẹ con cho nghỉ nè. Nói anh không có cho nghỉ, cỡ được. Dạ. Thì cái đó là em chỉ nói chơi thôi, nói chơi với anh chị thôi. Phải dùng động dữ không, mình lo cho con chắc cú. Dạ đúng rồi, mình cố gắng nha. Mình cố gắng lo cho cháu nó, tại vì cũng có một đứa à. Anh bao nhiêu tuổi rồi? 50. 50 rồi hả? Trời ơi, 50. Chứ rồi làm sơn xe là hai mấy năm rồi đó. Dạ. À, biết ngày sơn hả? Sơn xe cơ giới. Dạ, rồi dạ. Sau này mắc kém quá trà xuống gầm á, sơn cũng như nguyên con. Dạ rồi. Dạ. Cái bụi dơ dớ văng vô hoài. Rồi thì thôi. Thì cái này em chia sẻ thôi, hai cho con cố gắng rồi đi. Dạ. Từ từ về nghe xe cộ. Con cũng vậy nha. Ngang đường nhà nó đá quậy chứ. À. Có đi vòng chơi vậy. Con đó, đi chơi. Con coi ba đi đâu thì con đi đón nha, đừng có đi nha. Xe cộ không á. Nha. Rồi thôi tạm biệt gia đình. Sớm đi. Dạ. Nè, để cho đây luôn, có chai nước luôn. Dạ, cảm ơn hai anh nha. Dạ. Buổi chiều em cũng chúc chiều thứ bảy em cũng chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ. Nha. Vui cùng gia đình. Thôi bữa nay thứ bảy rồi, bữa nay cuối tuần rồi, về có cái gì đó mua về vợ chồng ăn, con cái ăn cho vui nha. Dạ. Rồi. Rồi đi đường cẩn thận nha anh. Rồi con cầm khẩu trang đi con. Rồi đưa tiền cho ba giữ đi để hả cầm của anh mất á.
Dạ cả nhà, thì nãy giờ anh em cũng đi công việc ở xong thì thấy một hoàn cảnh đi lượm ve chai, thì hai anh em cũng đã tấp vô và chia sẻ cái câu chuyện lên cho cả nhà thấy. Thì Quyền có gì nói với mọi người không Quyền? Cảnh của anh thì có khó khăn mà có thương con cái là em bé thôi, mong cho anh lo cho bé được đến nơi đến chốn, đến đại học luôn cũng càng tốt nữa nè, tại vì bé dễ thương lắm, thật sự nhìn thấy là mến rồi. Thì em cũng có chúc anh nhiều sức khỏe thôi, không biết chứ anh là chúc được gì á. Thì muốn diễn giả cho clip thấy một hoàn cảnh rồi, giờ mà thấy lụm bọc giữa trưa mà đi lụm bọc cũng khó mà ai được có tình trao tình cho con gì, tình mẫu tử gì, hiếm lắm, sự hiếm lắm cả nhà. Hiếm lắm hả? Hiếm. Thấy là xúc động lắm. Thôi nói chuyện với anh xem anh. Làm gì ạ? Làm gì ạ? Sao? Mình lượm gì ạ? Có clip của ông nào ạ? Sư phụ đó các bạn. Đọc đọc từng cái bình luận luôn. Thấy nhiều cái bình luận á. Thấy sao anh? Bình luận sao? Nhiều bình luận thấy thương lắm. Sao thương? Mọi nhiều cái bình luận thấy mắc cười lắm. Họ đọc bình luận kia thấy thương, thấy cười rồi sao trời? Thấy thương là những cái bình luận họ cầu họ chúc cho tất cả anh em mình nhiều sức khỏe nè. Rồi. Mắc cười là những cái bình luận mà nó chửi mình á. Vậy đó hả? Ừ. Thôi bỏ đi anh ơi. Không, không mắc cười. Mình đâu có sống để phục vụ được hết dưới cái mọi người đâu. Thấy mắc cười thôi chứ không có gì hết chứ. Vậy đó hả? Chửi, họ chửi mình mập nữa. Vậy đó hả? Thôi ok. Thì thôi. Má có dạy ai chửi chửi mình cười đi con. Nghe ăn cười vậy. Nhìn ăn gì? Nhìn ăn gì vậy? Đừng đua theo ăn nhất thôi phải không? Chết. Nhìn ăn gì? Thì thôi mang team cũng qua cái đoạn clip thì cả nhà cũng đã biết về gia đình của anh Phương. Thì hai vợ chồng cũng lo đi lụm chơi chai để lo cho cháu. Hiện tại là cháu cũng 9 tuổi hơn rồi, đang tập học lớp 4. Thì mong rằng anh chị luôn giữ gìn sức khỏe thật là tốt để lo cho cháu. Và mong rằng cháu cũng lấy tấm gương thương ba mẹ nhiều hơn để cố gắng học tập. Thì anh Phương hồi nãy anh Phương cũng có chia sẻ cái số điện thoại, thì cả nhà mình có thấy hoàn cảnh của anh Phương khó khăn hay như thế nào đó, muốn giúp ảnh không phải là cho cần về tiền bạc, thì chỉ là có dây chai á hay là chai không á, gửi điện cho ảnh lại anh lấy nha cả nhà đó. Thì thôi mang tim anh Hận ngồi đây nãy giờ cũng chưa biết cái gì hết, chỉ ngồi nghe cười thôi chứ không biết gì đâu. Giúp ảnh thì cũng giúp mấy anh em mình nữa, là bằng cách sao? Đăng ký kênh, chia sẻ những cái video clip, những cái kênh YouTube của Hội Thiện Nguyện BDS. À đó là giúp tụi con, tụi em. À vậy hả? Đúng rồi. Vậy mình có mấy kênh? Thứ nhất là Hội Thiện Nguyện BDS. Thứ hai là Tám Sang Nhiều Chuyện. Tám Sang Review. Và kênh thứ tư là kênh Hậu Thương của sư phụ, đó là Thể Cuộc Sống Tô Thương. À. Nói gì nói nãy giờ không biết gì dân vô đoạn kết. Thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những cái video tiếp theo của thầy trò anh em tụi con. Rồi bye bye cả nhà.